Ngay sau thất bại có phần đáng tiếc ở Munich hôm thứ Tư vừa qua, Manchester United phải lập tức tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần gặp Burnley trên sân Turf Moor. Trước giờ bóng lăn, buổi họp báo cũng đã được lên sóng. Và ở đây, chúng ta có thể thấy giới truyền thông đang tổng tấn công huấn luyện viên Erik ten Hag bằng rất nhiều câu hỏi móc máy về tình hình xáo trộn tại Old Trafford. Ngay bây giờ, xin mời quý vị khán thính giả cùng đến với phần dịch thuật chi tiết và cắt nghĩa rõ ràng nhất để hiểu được suy nghĩ của người trong cuộc là như thế nào. Bật mí là nó sẽ tương đối khó khăn cho những ai thực sự yêu mến bầy quỷ đỏ. Đầu tiên là phát biểu của huấn luyện viên Erik ten Hag. Rõ ràng là Manchester United đã có một chuỗi thành tích và kết quả khó khăn. Vì thế ông nghĩ trận đấu với Burnley sắp tới quan trọng đến mức nào để cố gắng thay đổi tình hình và lấy lại sự tự tin. Vâng, nhưng tại United, bạn phải thắng mọi trận đấu nên mọi chỉ trích không thay đổi được gì cả. Ông có lo ngại những tin đồn không hay liên quan đến phòng thay đồ bị rò rỉ vào thời điểm này không? Vì đã có những lời báo cáo trong ngày hôm nay về việc các cầu thủ không hài lòng, chẳng hạn như là cách đối xử với David De Gea và những lời chỉ trích mà bản thân ông có thể dành cho họ. Đó có phải là điều tất yếu khi ông đang cố gắng thay đổi văn hóa ở câu lạc bộ? Tôi không biết những thông tin đó có phải rò rỉ hay không, nhưng tôi biết các ý kiến xung quanh. Tôi cũng hiểu các cầu thủ của mình. Ý ông là không có điều gì tiêu cực đang xảy ra trong phòng thay đồ sao? Ồ, tôi biết các cầu thủ của mình, trong khi mọi người đều có thể đưa ra ý kiến và chúng tôi ổn với điều đó. Ông có chút ngạc nhiên nào về thách thức mà ông đang phải đối mặt tại United không? Không, đây là năm thứ hai của tôi và tôi biết không phải lúc nào mọi thứ cũng xuôi trèo mát mái. Sẽ có những nốt trầm và bạn trở nên mạnh mẽ hơn từ đó, miễn là mọi người đều sát cánh bên nhau và đây là những gì chúng tôi đang làm. Tôi nghĩ, phòng thay đồ, nhân viên, ý tôi là tất cả các nhân viên, kể cả huấn luyện viên, nhân viên y tế, nhân viên hậu trường, mọi người đều hướng về United. Tại đây, bạn phải chiến đấu cho mục tiêu chung. Xin phép ông, nhưng một trong những báo cáo tiêu cực trên truyền thông xoay quanh ảnh hưởng từ phía đại diện của ông và họ nói rằng các nhân viên lo ngại về ảnh hưởng đó. Mối lo ngại về chuyện này đã đến với ông chưa? Và ông có biết về bất kỳ mối lo ngại nào khác không? Ý của anh là chuyện hoa hồng đại diện ở các vụ chuyển nhượng đúng không? Tôi sẽ nói thế này, tin đồn đó không có căn cứ vì tôi và đội bóng cũng như các bên đều đã thông qua những thỏa thuận ngay từ đầu về phương án hợp tác mua bán. Vì vậy, đối với các quyết định liên quan đến cầu thủ, treo giò hoặc kỷ luật hay mua và bán, nó luôn mang tính trực quan 50-50 và các bên đều có liên quan với nhau. Đó là tôi, là câu lạc bộ, là John Murtough. Họ có quyền không nghe theo ý kiến của tôi. Chứ đâu phải tôi độc quyền mua bán mà các anh nghĩ tôi ăn vụng. Ông đã có giải pháp nào cho tình huống của Jadon Sancho chưa? Hôm nay đã có thông tin cho rằng cậu ấy có thể ra đi sớm nhất là vào tháng giêng. Sự thật là gì? Và liệu cậu ấy có còn tương lai ở câu lạc bộ không? Vâng, đi hay ở, đá hay nghỉ phụ thuộc vào cầu thủ, không phải do tôi. Trọng tâm hiện nay là toàn đội tập trung cho màn so tài với Burnley, chứ không phải là những thứ bên lề. Tôi xác nhận Sancho vẫn sẽ không xuất hiện trong đội hình. Vậy cậu ấy đã trở lại tập luyện cùng với toàn đội chưa? Không, án phạt vẫn đang được thi hành. Ông có thể chia sẻ về tình hình lực lượng và liệu ai sẽ trở lại vào cuối tuần này không? Vâng, khả năng Harry Maguire sẽ tái xuất sau một chấn thương nhỏ hôm giữa tuần. Nhưng dù sao thì chúng ta có thể thấy rõ hơn sau buổi tập luyện cuối cùng. Tuy vậy, ngoài ra, Rafael Varane, Sofian Amrabat và Mason Mount cũng đã trở lại trên sân tập. Song, Rafael sẽ có cơ hội lớn nhất vào ngày mai. Andre Onana nói sau trận đấu với Bayern Munich rằng khởi đầu của tôi ở Manchester không tốt như mong đợi. Cách tôi chơi hôm nay là một trong những trận tệ nhất sự nghiệp. Xin được hỏi ông quan điểm tổng thể về khởi đầu của cậu ấy là gì? Và khi một thủ môn cảm thấy như vậy, tốt hơn là nên cho cậu ấy thêm thời gian thi đấu để vượt qua nó hay ông sẽ đưa họ ra khỏi trận đấu? Tôi nghĩ đó là về yếu tố tập thể nhiều hơn. Thực tình thì Manchester United đã thua, chứ không chỉ riêng Onana.
Do vậy, các cá nhân cũng không mang lại màn trình diễn như mong đợi. Không chỉ một cầu thủ mà còn nhiều hơn, bao gồm cả huấn luyện viên nữa. Ông đang mong đợi điều gì từ Burnley, một đội bóng mới thăng hạng và chưa có chiến thắng nào cho đến nay? Như thường lệ, vấn đề là cách chúng tôi thi đấu trước đối phương, chứ không phải họ ra sao. Không bao giờ có trận đấu dễ dàng, và chúng tôi biết họ chơi thứ bóng đá mãnh liệt như thế nào. Tôi biết cách tiếp cận của họ. Tôi phải nói lại một lần nữa rằng, tôi thích cách tiếp cận của họ, sự phiêu lưu, cường độ cao, cũng như sự năng động trong trận đấu. Vì vậy, chúng tôi phải chơi tốt nhất có thể. Về câu chuyện phòng ngự, có phải mọi rắc rối bắt đầu từ khu vực đó và liệu ông có cố gắng thắt chặt nó không? Các anh đề cập đến việc siết chặt khả năng phòng thủ à? Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Có khoảng 11 cầu thủ làm công việc của họ trên sân. Như tôi đã nói nhiều lần, bạn tấn công với 11 người và phòng thủ cũng với 11 người. Nên nếu có một hoặc là hai thành viên không cố gắng, nó sẽ giống như mớ bỏng bong trên sân. Bây giờ là phát biểu của huấn luyện viên Vincent Kompany. Xin chào Vincent, ông có thể chia sẻ một chút về phong độ của Burnley trong mùa giải này không? Cho đến nay, chúng tôi đã chơi tốt dù phải gặp một số đối thủ thực sự mạnh trên sân nhà. Nhưng kết quả không ấn tượng là vì toàn đội không đạt phong độ tốt nhất. Bây giờ, vấn đề là liệu chúng tôi có thể đẩy mạnh việc cải thiện phong độ và giành được kết quả trước một đội thực sự tốt hay không? Manchester United liệu có phải đối thủ phù hợp vào lúc này không, khi họ đang đạt phong độ kém cỏi? Vâng, tôi cảm thấy có điều gì đó thực sự thú vị đang chờ đợi phía trước và động lực cũng đang tăng lên. Hy vọng Burnley có thể thực hiện được điều đó từ thứ hai đến cuối tuần. Tôi thực sự tin tưởng vào hàng tấn công. Chúng tôi đã chơi rất ổn về mặt phòng thủ vào thứ hai và thách thức bây giờ là United. Thế nên tôi muốn xem đội hình đã cải thiện điều gì. Ông nghĩ gì về phong độ của Manchester United hiện nay? Áp lực có thể đè nặng lên bất kỳ đội nào nếu họ thua một trận, nhưng tôi không có quyền nói về các đội khác. Nếu United thi đấu tốt, họ có thể ở cùng mâm với City hay Spurs, và chúng tôi nhận thức rõ điều đó. Họ có điểm mạnh và điểm yếu, nhưng chúng tôi phải tự lực cánh sinh, chứ không thể chỉ nhìn vào đối thủ. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.